Nhưng mà việc vậy không mọc được.
là chỉ có Hồng Kông đó. Cách đi Hồng Kông mới gửi chụp hình để về làm poster này đó. Chứ đâu phải đi làm gì đâu, chụp hình vậy đó. Anh giống Trương Duy Kiện đúng không? Đó, Trương Duy Kiện lúc mà ăn xình đó đó. Đẹp trai chứ? Đẹp trai đó. Ok, cũng mừng. Xin một tràng pháo tay chúc mừng em có đêm đi. Bây giờ là sắp tới mời ca sĩ Harry Won lên hát đi. Đúng rồi. Nãy giờ toàn là ca sĩ gì đâu không mà vừa nghe cái thằng đâu cất hết. Đúng rồi. Harry Won lên. Ra đi bảo. Ăn hoài thiệt. Xà xuống là ăn, xà xuống là ăn. Đây, ca sĩ Harry.